Quý vị coi cái cuộc đời này Nhiều con người không có gieo nhăn mà muốn gặt quả không à Thí dụ như đi đến chùa đâu có nghe Pháp Đâu có dụng công tu gì Đi đến chùa thắp mấy nén nhang cái bắt đầu là gì Quỳ trước Phật cầu xin tùm lum Là họ không gieo nhăn mà họ muốn quả không à quý vị à Giống như ăn tổ này nói là Vừa mới trồng lúa xuống Là muốn nhổ đầu lúa lên là muốn có lúa ăn liền Sao có Sao có quý vị Đó. Nên hôm qua nhà Đức gặp một cái chú Ông nói rằng có một cái gia đình này Cũng biết Phật Pháp Mà gia đình họ hình như là Gặp một cái sự cố nào là đắc đai gì đó Mà một căn nhà mà Mà họ muốn mà gọi là Bán căn nhà này rồi làm một số đất đai gì đó Mà làm hoài làm không được Tự nhiên cái ông này Ông su miệng ông tự nhiên ông chỉ cái câu này Ông nói bà chăng thật mà niệm Phật Bà lễ Phật đi Nếu bà kiên trì bà tin Bà cứ chăng thật bà làm đi cái bà này bà làm được hai năm mà bà cầu cái đó thôi đó nghe niệm phật lễ phật hai năm vậy mà hai năm là tự nhiên căn nhà của bà giấy tờ đất đai cái gì cũng đâu vào đó xong hết trơn bà gặp cái ông này bà nói công nhận hay thiệt niệm phật lễ phật mà vậy mà mà nhà cửa đất đai đồ giải quyết xong hết trơn ngộ ghê thì những đức nói với chú này một câu những đức nói niệm phật lễ phật đời này còn giải thoát cái khổ vô lượng kiếp luôn đấy chứ đừng có nói chi là cái chuyện ở thế gian này giả tạm đó cái chuyện nhà cửa ở thế gian này có rồi mắt niệm phật lễ phật mà cầu cái đó thì giống như ăn tổ ngày nói là đem một viên chân châu mà đổi một viên kẹo ngậm chơi vậy mà bà đã quá mừng rồi đó đem viên chân châu đổi viên kẹo mà bà mừng nó nói may ghê được viên kẹo mừng vô cùng thấy không ăn Độ nói đúng là người thiếu thông minh ừ cái khổ của vô lượng kiếp trầm lưng niệm phật còn giải quyết được nè và cái công đức niệm phật trong cái công đức niệm phật có cái phước báo thanh tịnh bên trong mà cái phước báo thanh tịnh của người niệm phật là cái gì vì biết không những chuỗi ngày sống rất bình yên sống trong cảnh viên nào cũng bình yên hết. đây mới là phước nè còn quý vị coi một con người rất là giàu nhưng họ mỗi ngày sống to âu bận tâm ai mà cầu cái phước này ai cầu cái giàu này không cái giàu này ai mà cầu quý vị? Cái giàu này ai mà ham? Cái giàu mà mỗi ngày sống bất an, sống lo âu ai mà ham? Quý vị coi bao nhiêu người giàu bây giờ bất an lo âu. Càng làm ông chủ lớn như nào thì càng lo âu chừng đấy à. Còn không bằng những con người mà học Phật mà hiểu biết, dù là mình ở một căn nhà nhỏ sống đơn giản ăn chay, đậu hũ luộc chấm muối tiêu vậy mà sống những chuỗi ngày bình yên hạnh phúc. Con người đặc biệt nhất là gì quý vị? Bình yên, hạnh phúc. Chơi gì Bây giờ những đức hỏi quý vị nè Hai bên ngôi chùa 600 người những đức xin ai bây giờ Xin tiền ai để lo cho 600 người này những đức đi cầu cảnh ai Và những đức kinh doanh cái gì đây Để mà những đức lo cho cái sự việc con người trong đấy Dù là Hiện tại Nhiều người người ta về kinh tế làm ăn người ta Bị sa sút Nhưng mà quý vị coi ngôi chùa Mà nó vẫn là càng ngày càng đông lên Chứ nó không có ít Không có ít người lại mà nó đông lên đó quý vị à thí dụ như lúc trước thứ bảy chủ nhật đồ cộng tu lễ lộc tổ chức được khi mà dịch bệnh không tổ chức được cái gì hết nhưng mà người ta lại vô cộng tu đông thêm người ta lại vô cộng tu đông thêm người ta nghĩ thì sao người ta nghĩ rằng đi vô chùa niệm phật yên hơn yên hơn họ nghĩ như vậy họ lại vô chùa nếu như bây giờ mà mình không cho họ vô chùa ở thì thấy nó kỳ cục nên chùa mình mỗi ngày vẫn là có người đến niệm Phật Nên nó đông thêm Cái lượng người ở trong chùa nhưng không có tổ chức chương trình gì hết Không có tổ chức chương trình gì hết Vậy những đứa coi thử Coi thử coi như vậy Rồi nó sống làm sao Trong những ngày tháng mà mình không tổ chức chương trình gì Quý vị biết rằng nó vẫn là vô cùng bình thường Và quý vị biết rằng là sự tu học đó Nó làm cho tất cả những người trong chùa bình yên và vui vô cùng và tự nhiên mình thấy rằng Đối với cái cuộc đời này Cái chuyện mà có sanh thì có tử Hình như mình thấy nó nhẹ vậy Thấy nó nhẹ lắm Hình như những đức càng tu học Những đức không có dọa mình nghe quý vị Không có dọa mình những cái thứ Mà làm cho mình bất an nghe Thí dụ như giờ đông người gì tự nhiên Trong lòng mà nó dọa gì cái mình sợ liền Nó dọa là trong đây lỡ có một người Bị cảm xúc gì một chút Cái tự nhiên cái nói đi đến chùa mình Cái lỡ có gì ở đây thì sao mình nghe vậy cái tự nhiên là nó dọa mình liền tức khắc dọa mình liền quý vị những đức thì không có nghĩ cái việc đó không có nghĩ cái việc đó nhưng đức nói rằng cái cuộc sống ở đời này có người đến thế gian này ai mà không bệnh đã là bệnh là bệnh thì bệnh nào cũng là bệnh người ngồi trong đây có ai dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi không có bệnh không ai mà không bệnh không bệnh này thì cũng bệnh khác à Đúng không con người phật đã nói là có sanh thì có già có bệnh thì có chết chúng ta tại sao không sống những cái nội tâm bình an quý vị mà chúng ta đi tự dọa mình lo âu chi ạ à? thôi những đứa không có cần sống như vậy sống những giây phút vô cùng là đặc biệt lúc nào cũng có nụ cười chứ những đứa thấy cái cách sống như vậy là ý nghĩa nhất rồi quý vị à ờ à, học pháp đã cho mình được như vậy đúng rõ ràng học phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Pháp môn tịnh độ này tuyệt vời Thiệt vời thiệt Mình gặp được rồi Từ nơi đó đi đứng nằm ngồi Cứ niệm ai với Đà Phật Ai với Đà Phật siêng năng mà niệm Phật đi Nó hồi sáng nhìn nó gặp một cái cô này Cô đến cô hỏi những đứng câu nó thầy ơi Thằng con trai con bị vợ bỏ Giờ nó khổ vô cùng này Nhậu xỉn vô nằm bẹp xuống không còn làm ăn gì nổi đem cơm vô cho nó ăn múc hai ba muỗng nghỉ ăn nằm vẹp tại chỗ chán đời muốn kết liễu cuộc đời mình một chút vừa kể câu chuyện đó xong một chút gặp một cái chú kia hình như ổng đang ngồi đây nè nhìn có ông nào <cười> <cười> Vừa kể câu chuyện đó thì tiếp tục Một cái ông kia ông đến Cái cô kia dẫn ông đi đến đây tu Cái ông này thì không phải vợ bỏ Mà ông này thì vợ chết Đúng là cuộc đời nó đủ chuyện Thằng kia bị vợ bỏ Thất tình, buồn khổ Muốn nhậu nhẹt Chứ kết liễu cuộc đời phức ra rồi Còn cái ông này thì Bốn mấy tuổi à Mới cứ vợ con năm mấy Vợ ba mươi sáu tuổi vợ bị ung thư chết ổng bị hởm tới giờ cũng đang buồn khổ te tua tả cái bà kia mới dẫn đi đến chùa mình <laughs> thì dẫn đến gặp những đức những đức nói một câu bây giờ chết nó cũng chết rồi ai mà không chết sớm muộn gì cũng chết thôi những đức bữa nay sống không biết đâu mai nó cũng chết chuyện chết là chuyện bình thường quá vì sao mà mình không nghĩ cái điều để mà lợi ích cho người ta đi mà mình đi lại sống đi vào tiêu cực chứ ạ à? Bây giờ người ta chết Người ta đã chết là xong cuộc đời nó rồi Còn mình là người còn sống lại Ở đời, đời này mình phải sống làm sao nè Mình phải sống làm sao cho nó tốt nè Chứ bây giờ Hai người thương nhau Người ta Thọ mạng người ta hết người ta chết rồi Còn mình ở đây mình buồn khổ mình lo âu Như vậy mình có lợi ích gì Cho người ta mà lợi ích gì cho mình Những đức khuyên chú đó đó Tại sao chú bây giờ mỗi ngày chú không sống chú niệm Phật cho tốt Rồi chú tập ăn chay luôn đi Chú thấy cuộc đời này sao nó vô thường quá Mới cưới con vợ con năm mấy Mà em bỏ tôi đi Đành đỏ như vậy đó trời ơi trời Thấy không Thì nghĩ Đành đoạn cái gì người ta cũng đâu có muốn chết đâu Nhưng mà thọ mạng nó đến nó phải chết à Thế vị biết phần nhiều con người đang sống ai mà muốn mình chết đâu Nhưng mà muốn hay không muốn gì Cái chuyện này muốn hay không muốn gì nó đến ai mà biết đâu Bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi ở đây có ai biết ngày mai mình chết đâu Bữa nay mình sống mình vui thôi chứ bây giờ nếu mình nghĩ Ngày mai ông chết rồi đó Không lẽ bữa nay đi buồn để mai chết không Nên cái người học Phật không đi coi bói Không có coi sách số là gì đó Ai mà đi coi những cái việc mà trước đó làm chi cho nó mệt nếu mà được thì tự nhiên nó làm cho mình cứ mừng hoài cái sự việc đó không bình thường còn nếu mà không được thì nó làm cho mình khổ hoài những sự việc đó để lo âu thôi mệt đi để sống bình thường đi tại sao ông sống trong những giây phút hiện tại những giây phút hiện tại là quý vị nhìn được tương lai một con người có thể nhìn được tương lai là nhìn cái hiện tại nè nếu như mỗi ngày quý vị sống hiện tại là quý vị mỗi ngày đang sống tốt không buồn không giận không trách ai hết trơn quý vị sống rất là tốt đẹp quý vị muốn ăn thì quý vị cũng có thì quý vị chia người ta ăn quý vị đầy đủ quý vị biết chia sếp cho người khác quý vị sống với anh em hòa thuận quý vị làm con hiếu thảo với cha mẹ quý vị biết bản thân mình muốn sống mình không tổn hại bất cứ một con mũi con kiến nữa mình không muốn giết con vật gì sao vì mình muốn sống nên mình không muốn giết nó tại vì nó cũng muốn sống một con mũi thiệt là nhỏ thời gian nó sống như 7 ngày đi quý vị coi nó đói quá, nó bay là nó xin mình một miếng máu Mình không cho, mình nói tao máu rất ít Mày đi chỗ khác, mày kiếm cái thằng nào mập mày xin <laughs> Tao ôm nhôm ôm nhách Mà mày đến mày còn hút máu tao nữa Tao không có chịu, mày đi chỗ khác Tao nói cho mày biết nha mũi Lúc trước Tao vừa không cho mà tao còn đập mày chết nữa Bây giờ tao nghe ông thầy nhận đức giảng rồi Tao ốm, tao không cho mày Thì tao đuổi mày đi nó thấy không nó nghe nó hiểu được chút mà nó không đọc tại vì sao vì những đức nói rằng cũng như nếu mình đói mà mình đi xin ăn mà người ta không cho mà tao quýnh mình mình chịu không không vậy thì thôi nó xin mình một quyến máu mình không cho thì mình đuổi đi mình giết làm chi nguyên lý này đúng không quý vị trời ơi đó mình cứ sống tốt đẹp như vậy đi rồi đối với anh em hòa thuận dù là của cải cha mẹ chia có đồng điều gì mặc kệ ai nhiều cũng tốt chúng ta sống luôn luôn là sống như vậy đi vậy thì mỗi ngày chúng ta là sống rất bình an sống rất là vui như vậy thì mỗi ngày là vui bình an vậy ngày mai vui bình an ngày mốt vui bình an một năm vui bình an hai năm vui bình an mười năm vui bình an vậy là quý vị biết tương lai rồi đó biết được tương lai mình rồi đó quý vị à. còn cái này thì ngồi đây suy nghĩ hai năm sau ba năm sau sự việc bây giờ và ba năm sau ba năm sau nó sẽ như vậy như vậy nó sẽ được như vậy như vậy đó sự việc của tôi đang làm tích lũy tiền bữa nay nè bữa nay dư được 500 ngàn một tháng dư được 15 triệu mười tháng dư được 150 triệu hai tháng kia nó 30 triệu nữa à, là 180 triệu à, một năm dư được 180 triệu ba năm nó được bao nhiêu tiền rồi sẽ xài cái đó ít thôi còn cái này dư lại rồi bắt đầu cắt cái nhà ba năm cắt cái nhà à. khổ vô cùng của một ngày 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 khổ ba năm giờ để suy nghĩ cắt cái nhà mà chưa chắc theo cái ý nghĩ của mình nghĩ luôn có nhiều người ngồi đây quý vị đã tính toán một ngày dư và tính một tháng và tính một năm mà cuối cùng tới tết không có gì hết trơn à. Mà cứ năm này qua năm khác không có gì hết trơn á, cứ vậy hoài. Vậy mà cứ nghĩ về tương lai mà không chịu nhìn cái hiện tại. Học pháp chỉ mình là hãy nhìn hiện tại mà sống cho thật là tốt đi. Hiện tại tốt là tương lai nhất định là tốt. Chúng ta nhìn được tương lai sẽ biết được là do ngay cái hiện tại nên chúng ta khỏi cần đi hỏi ai. Vì chúng ta biết được tương lai mình như thế nào Nhìn cái hiện tại đang sọc Đúng không? <laughs> nên nó cười là thấy ngon rồi. <cười>, cười là ngon rồi, thấy không những đức nó giàu có gì đẹp gì không biết mà cái mặt cứ <laughs> kiểu này là thấy là thấy khổ đau nói ông chủ hay gì không biết nhưng mà thấy cọc cằn phiền não bực bội khó chịu là thấy không không ngon còn mình đi làm công và xích lô gì không biết đi lụm bọc gì không biết mà gặp nhau <laughs> chào chị ai gì đạo phật vui vẻ đúng không dù cầm một hộp cơm không ngồi ăn nhưng mà ăn liềm liệm ăn vui vẻ vô cùng về là thấy hạnh phúc rồi hạnh phúc nó đâu phải là cái việc giàu mới hạnh phúc nghèo cũng được hạnh phúc hạnh phúc đâu phải là người có danh mới hạnh phúc người không có danh là không hạnh phúc mà hạnh phúc là mỗi một con người chúng ta có quyền được hạnh phúc hạnh phúc là không ai mà gọi là ban tặng cho mình hạnh phúc là chính mình biết tạo ra hạnh phúc không có ai giật được của mình mà cũng không có ai là người cho mình hết trơn Mà hạnh phúc là chính mình tự tạo ra sự hạnh phúc Mình biết sống hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc Mình sống khổ thì nó sẽ là khổ Hạnh phúc là do mình quyết định Như vậy thì đặc biệt vô cùng Phật Pháp là trong tầm tay của mình Vui hay là khổ là do mình quyết định Quý vị muốn vui thì vui Muốn khổ thì khổ đúng không? Suy nghĩ đi nó, nếu suy nghĩ kỹ ra sẽ biết được Muốn vui thì vui mà muốn khổ thì khổ à ừ, quý vị nói trời ơi thầy nói sao thấy nó đơn giản quá thầy đâu có vợ có con gì đâu thì nói dễ quá người ta ở đây hai vợ chồng một mấy đứa con luôn chết luôn thầy nói chuyện dễ dàng quá trời ơi, luôn quý vị biết tại sao quý vị quá khổ không tại vì quý vị nói chồng tôi đó người vợ tôi á quý vị nói hai đứa con của tôi á nói là của tôi nó quý vị nặng về nó quá nên cuối cùng rồi là quý vị bị cái sợi dây của một gia đình nhỏ đó buộc quý vị nên quý vị quá nặng đó. Rồi quý vị tự làm mình đi vào tiêu cực rồi khổ thôi. Chứ thật sự thì đứa con này đến đây cũng là có cái phước. Thằng chồng này cũng có phước, con vợ này cũng có phước, cháu này có phước, nó đều có phước sẵn hết trơn rồi. Nếu như quý vị mà biết để bổ túc phước cho nó thôi, vậy thì quý vị mới là thương nó. Còn này quý vị đi xen vào cái nhân quả của nó, quý vị nói rằng là quý vị sắp xếp được cho con quý vị hả? đố người bị sắp xếp được cho con quý vị nếu đã là sắp xếp được cho con mình vì sao có nhiều người chức phận lớn người ta sắp xếp cho con người ta làm chức phận con nó vẫn không làm được chức phận vì sao vì nó không có phước phần này sao nó làm được chức phận còn con người ta không cần sắp xếp cái gì chứ mà con người ta vẫn có chức phận vì sao vì người ta có phước phần này nên những Đức mới nói rằng người có phước thì phước dẫn dắt đi đến chỗ tốt người không có phước vì để nó vào chỗ tốt nó vẫn chạy lên đến chỗ xấu rồi à. nên cái đặc biệt nhất con người là cái gì quý vị phải tin nhân quả phải tin nhân quả thì con người mình rất là tự tại Quý vị bây giờ đến với nhau là vợ chồng là duyên Duyên bây giờ phải bồi dưỡng cái duyên cho hạnh phúc chứ à Bồi dưỡng cái duyên cho hạnh phúc Rồi vợ chồng đến với nhau sanh con Sanh con thì mình có trách nhiệm dạy con Mình có trách nhiệm dạy con Sau này con lớn khôn nhờ được sự giáo dục này Con mình sẽ trưởng thành Phải sẽ là một con người biết làm ăn Biết lo cho sự nghiệp Vậy thì quý vị vô cùng là tự tại Quý vị đã có trách nhiệm là vợ chồng hạnh phúc rồi vợ chồng sanh con rồi vợ chồng nuôi con rồi vợ chồng dạy con còn quý vị còn gánh nhiều quá nào là gánh bây giờ mình phải chuẩn bị tiền bạc cho nó cuộc đời của nó nó phải có của cải thì sao mình khổ quá mình không muốn con mình phải thua xúc người ta bây giờ mình phải cố gắng làm sao để con mình đừng có thua xúc người ta rồi mình phải tích chữ tiền bạc đây là gia đình của mình lỡ gia đình mình thua xúc người ta thì thấy gia đình của mình như vậy là mình không có muốn bây giờ phải cố gắng tích lũy giữ gìn tích chữ của này là của mình nè Còn vợ mình nè Ai nhìn thằng kia nhìn tao tán với mặt Mà giờ nhìn vợ tao hả mày <laughs> Hoặc là mình như thế nào Chồng mình đi ra một đường nhỏ nào nhìn cái Chồng nó quay là Cái đầu mình nói Nhìn gì Móc mắt bây giờ à, đó là gì? Đó là cái tâm nó khổ là đặt vào của mình, của mình, của mình, của mình, của mình. Rồi cuối cùng nó kéo dài thời gian dài 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 đến khi nó già hoặc nó bệnh hoặc chưa già mà bệnh như cái chú kia, tự nhiên vợ bệnh ung thư rồi bà chết đi thì chú này khổ đau nên Phật nói là xa lìa khổ. <laughs> nó khổ là do nó đặt vào cái của mình, nếu là đặt vào cái của mình nó đâu phải chỉ có một đời này là cái của mình mà nó là quá nhiều đời nhiều kiếp là cái của mình mà tại sao mình không nhớ? nó bao nhiêu đời kiếp là gặp nhau rồi tất cả chúng ta ngồi ở đây đâu phải là mới của đời này gặp nhau đâu nếu nó không có duyên thì nó không gặp nhau ở đây mà ngồi ở đây như vậy có những người bây giờ giờ này người ta đang ngồi quán cà phê có những người người ta đứng ngồi ngoài cổng chùa ngoài kia nó nguyên nhóm người ngoài cổng chùa cũng là ở trong chùa nhưng mà bây giờ có những người ngồi đây còn những người đứng ngoài cổng chùa kìa nguyên khối đoàn ngồi đứng ngoài cổng chùa thấy chưa đó còn có những người chạy xe ngoài đường còn có những người đang ngồi quán cà phê Còn có những người đang ngồi nhậu Có những người đang đám cưới Có những người đang đám dỗ Đó là nhân duyên nó gặp nhau Trong mỗi một sự việc Là đều có cái duyên để mà nó hội tụ tần số đến nơi đó Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây là nhân duyên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã cùng tu cùng hứa hẹn Và ngày hôm nay tại Tu Đình Hộ Pháp ngày 19 tháng 7 âm lịch 2020 sẽ gặp nhau ở đây để cùng niệm Phật Nó gặp nhau bữa nay ở đây à. Dù quý vị mới đến đây bữa đầu tiên Nhưng mà nó đã có cuộc hẹn rồi Nó mới gặp nhau ở đây Nó có cuộc hẹn Thí dụ như bây giờ ở những đứa ngày xưa ngoài đời đi Những đức biết một cái cô này Mình cũng thích cô này Mình nói em <laughs> Hẹn em tối hôm nay 7 giờ Gặp ngay quán cà phê đỏ đen <laughs> Mấy giờ 7 giờ đúng không Hẹn gặp liền ngay quán cà phê đỏ đen Đó Thì là hẹn gặp ngay quán cà phê sẽ gặp Bây giờ chúng ta gặp ở đây là có hạn Hạn đông như vậy Rồi vợ chồng gặp nhau Tự nhiên thương nhau Làm vợ làm chồng là có hạn Gọi là có duyên mới gặp Nó, Hữu duyên thì gặp Vô duyên đối mặt Thì cũng là xa nhau Vì sao? Vì vô duyên mà đã là vô duyên rồi có gặp nhau nó cũng không không bao giờ mà gọi là đến với nhau được đâu nên nó có duyên nó vừa gặp cái chấp 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 vinh <laughs> có những cô ngồi đây mấy cô để ý đi cái thằng kế bên nhà nó chọc mình nó đi tới đi lui đi nhưng mà muốn mòn bằng chân nó luôn giờ mấy cô đố để ý tới luôn giờ mà cái thằng ở chân trời góc biển nào giờ mà nó xuất hiện vừa gặp một cái ha, ừ, à, được ư ừ, anh đó. gặp anh rồi tự nhiên tự nhiên gì cứ như thế nào cứ là nao nao trong lòng cứ nhớ thương chàng nó trời trời sao nó kỳ cục vậy đó sau này mà lấy nhau rồi á bắt đầu là có khi sống với nhau thời gian có coi cái xong hết trơn bắt đầu tự nhiên nói, không biết làm sao mà nó kỳ cục ghê luôn cái thằng kế bên xưa nó được ghê nó chọc quay mà không chịu nó vậy mà ông không biết ở đâu nó xuất hiện cái tự nhiên tôi thương ông rồi à, nó kỳ cục bây giờ học phật nó nói ô thì ra là có duyên <laughs> nó có duyên nên có nhiều cô nhiều chú bây giờ á, học phật pháp rồi mới mới sợ cái câu nói của mình ngày xưa khi chưa tu chưa tu đến với nhau hẹn anh à Em hứa với anh Là chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp gặp nhau Em sẽ làm vợ của anh <laughs> Thấy chưa câu này thấy đáng sợ chưa Một câu này thôi đó Vậy mà nếu mà nó sanh trong cõi đời này là nó sẽ gặp nhau Chưa chắc là đời nào cũng gặp nhau Nhưng mà mỗi lần sanh trong cõi đời là gặp nhau Thí dụ như đời này chúng ta được làm người Đời sau chúng ta đâu có đủ phước làm người Vì được làm người là phải năm giới Không sát sanh, không trộm cắp Không tài dâm, không nói dối, không uống rượu Thì chúng ta mới được thân người vậy thì bây giờ đời này tự thân người mà hẹn cái câu đó Chúng ta trôi lăn một dòng trong địa ngục ngạo quỷ súc sanh Xong lâu lắm chúng ta có thăng người Thì có thăng người tức khắc chúng ta với người đã sẽ gặp nhau nữa Thế cứ gặp nhau hoài trong cái cõi đời khổ đau này hoài vậy đó Nên bây giờ chúng ta hiểu đạo rồi là chúng ta phát cái nguyện gì Anh à Nếu anh thương em Chúng ta cùng niệm Phật đi Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nhé <laughs> hay không? cái gì cực lạc nó không già không bệnh không chết, mà con người sáng suốt vô cùng biết nhân duyên vô lượng kiếp của chúng ta là có duyên gì duyên gì chúng ta biết hết trơn luôn. Còn ở trong cái cõi đời này chúng ta đều là một kẻ mê hoặc điên đảo. Có khi đời trước là cha mẹ, mình là con của cha mẹ, vậy mà đời này lại thành vợ chồng của nhau. Tại vì luân hồi sanh tử nó cứ quay hoàng mãi, nó lộn ngược lộn xuôi đủ chuyện hết. Mà chúng ta là chúng sanh mê hoặc Nên chúng ta đâu có biết đời trước là cha mẹ mình nó Có khi đời này Mình là cha mẹ người ta Mình thương đứa con này vô cùng Dễ mà mình già mình chết đi Mình vì cái sự ái nhiễm mà nếu nó còn phước làm người Tức khắc nó vui vào bụng đứa con mình Nó làm con Của con mình nó Làm cha mẹ bây giờ làm con của con mình Nó có nghĩa là Sanh tử luân hồi nó cứ quay quằn mãi như vậy Trong cái dòng sanh tử này Khổ đau vô cùng triền miên không? nghe phật pháp rồi quý vị thấy rằng cái nguyện nó quan trọng lắm, cái nguyện như là một lời hứa hẹn vậy đó, nên mình mỗi ngày mà niệm phật mà phát nguyện cầu sanh cực lạc là cái nguyện đó, nguyện nó quan trọng lắm á nhưng mà nó nó đòi hỏi là cái nguyện này mình có giữ nó chắc chắn hay không, giữ kiên cố hay không á, nó giống như trên một đoạn đường từ đây đi ra ngoài tới cổng chùa mình, quý vị phát tâm đi từ đây ra cổng chùa mà quý vị có đi tới cổng chùa không? hay là quý vị đi nửa đường rồi quý vị rẽ đường khác, Vì thì nó đâu có ra cổng chùa đâu. Giống như bây giờ mình phát nguyện mình niệm phật cầu sanh cực lạc thì mình phải quyết chí một đời này mình niệm phật quyết tâm là tới cuối cuộc đời mình thì chắc chắn là quý vị sẽ đi đến thế giới cực lạc. Sợ là quý vị đi giữa đường vì rẽ đường khác, nó rẽ đường khác nó không có phát nguyện cầu sanh cực lạc nữa thì tiếp tục là nó trôi lăn tiếp tục nữa. Nên có môn tịnh độ này đặc biệt là nguyện phải kiên cố lòng tin kiên cố niệm một câu Phật hiệu này niệm đến cùng không bao giờ thay đổi phải nhớ đó nên có một đoạn tổ sư ngài ngẫu ích đại sư ngài có một công đoạn ngài dạy hay nè một câu niệm Phật hiện tại cũng vốn vượt tình lìa kiến cần chi nói diệu nói quyền chỉ quý tin cho chắc giữ cho vững rồi buông bỏ hết mà niệm hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, ba muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn, câu lấy sự nhất định, không thiếu làm tiêu chuẩn, như thế quyết giữ đến suốt đời. Thầy không biến đổi, và nếu đúng như thế mà không được vãng sanh thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc vĩnh viễn không còn thối chuyển Tất cả pháp môn đều lăn lượt hiện tiền <laughs> Nên nó có những người ta nói rằng Từ khi mà đưa lên tư tưởng chiếc máy bấm số đặc biệt thiệt Đặc biệt thiệt Thí dụ như một ngày 5 ngàn hay 10 ngàn 15 hay 20 ngàn gì đó Quý vị kiên trì làm sao mà giữ như vậy đâu Tay tổ giải nè Giữ như vậy đó mà niệm niệm lâu thành nhớ Phật niệm Phật Niệm viết rồi nó chuyển hết những cái tâm buồn phiền giận hờn luôn Niệm viết rồi tự nhiên con người nó rỗng rang vui vẻ vô cùng Mà tự nhiên Phú duyên nó lạ thường lắm mấy vị ơi hả à, Bây giờ mấy vị suy nghĩ Chính những đức là xác thực nhất chính mình luôn chứ còn nói hỏi ai nữa Một thanh niên ngoài đời ngày xưa mà rồi ơi Một mình mình lo cho mình chưa xong Hư hỏng, rượu chè, bê bối vô cùng luôn cũng là con người này Của ngày xưa Mà từ khi học Phật Pháp rồi bỏ rượu Rồi tự nhiên biết niệm Phật Gần 10 năm nay Rồi bây giờ lo cho nhiều người già như vậy Có nhiều bạn bè Nó gặp mình nó nói Ồ phải mày không hiền Nó nói đó <laughs> Nó nói lạ trời Tôi biết thằng bạn này ngày xưa tới giờ Tôi chơi chung lâu với nó mà tôi biết nó mà Nó hư lắm chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ nó nuôi người già ngày xưa nó nói với tôi thà nó nuôi con gái chứ nó không nuôi người già nuôi gái mà vỗ tay dữ chở ngộ <laughs> ghê nên từ nơi đó bây giờ tự nhiên sao nó bắt tâm nuôi người già thì những đức nó nói rằng con người học phật nó sẽ thay đổi hư cỡ nào hư nó cũng thay đổi Vì khi học Phật rồi nó có một phương hướng Một tư tưởng sống Mình phải sống làm sao Mình phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa Của cuộc đời này Sống có ý nghĩa quý vị Nên những đức thường đọc cái bài kệ Cõi thế trăm năm một kiếp người Ai rồi cũng phải trở về thôi Phải sống sao cho thật ý nghĩa Để buổi ra đi nở nụ cười Nó học Phật rồi Nó mới sống ý nghĩa Để buổi ra đi của mình nở nụ cười chứ Chứ nếu như nó sống vô nghĩa như Thì buổi ra đi của mình là méo miệng Nhăn mặt Quý vị coi có nhiều người giàu vô cùng luôn Mà buổi ra đi của họ làm sao Kêu gào la lối Còn nhiều việc tôi chưa làm xong Của cải chưa lấy lại được Thằng kia thiếu nợ tôi chưa lấy được mà nó nghĩ những cái việc mà toàn bộ là con số không, không có giải quyết được cái vấn đề sanh tử cho họ, gọi là tạo ra tiền bạc của cải danh tiếng nhưng mà cầm thì cầm nghiệp đi theo. khi một hơi thở thở ra không hít vào thì tức khắc chúng ta đi đọa lạc trong tam đồ ác đạo. đúng là cả đời chúng ta làm cái việc mà không ra gì cả. nên những đức nói mạnh dạng một câu rằng cõi đời này đi đến thế gian này chúng ta không gặp phật pháp đúng là vô nghĩa, sống một đời vô nghĩa thật sự là vô nghĩa quý vị đây nếu như nhà đức không gặp phật pháp thì 10 năm tiếp nói này từ 29 tuổi tới bây giờ là tiếp tục là đoạn đường vô nghĩa quý vị suy nghĩ lúc trước những đức trên thành phố cả ngày làm việc chưa rảnh một chút là đi uống quán, quán cà phê hoặc là đi uống vài ly bia lạnh xong điện thoại cho bạn bè chiều nay 6 giờ làm việc xong tiếp tục chúng ta sẽ gặp ngay quán bia nào để tiếp tục nhậu nhậu xong một chập chúng ta chưa chịu xong chúng ta phải đi thêm một chập thứ hai xong rồi tiếp tục chập thứ hai xong rồi là men men chúng ta đi tìm mấy con men Đấy vị coi như vậy đó thì bây giờ 10 năm tiếp tục này là gì là tiếp tục đi trên con đoạn đường vô nghĩa thì thấy không tự nhiên bây giờ gặp được Phật pháp tự nhiên Phật pháp, pháp cho mình một con đường sống liền nên chị Đức nói Phật pháp, pháp cứu đời tôi nên những đức nói lên những điều này để cho tất cả những người chúng ta đã từng sống vô nghĩa hư hỏng ăn nhậu bắt hiếu cha mẹ bây giờ chúng ta nghe Phật pháp rồi chúng ta nên quay đầu lại để sống làm sao có ý nghĩa Phật nói quay đầu là bờ ai cũng có cơ hội quay đầu cả bạn có hư cỡ nào đi chăng nữa bạn cũng có cơ hội quay đầu hết chỉ cần bạn chịu quay đầu bạn chịu quay đầu bạn chịu buông xuống những cái vĩ vãng đã qua vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương tương lai chưa đến chớ lo lường hiện tại tâm bình thì là đạo niệm phật tự nhiên sẽ kiết tường tương lai chưa đến mỗi ngày lo hoài là khổ vĩ vãng đã qua rồi đừng vắng vương đừng nên lôi kéo lại nữa có những người bây giờ nghe được Phật Pháp rồi Ngày xưa phá thai 4 năm lần Tự nhiên bây giờ mỗi ngày cứ là khóc Rầu rỉ Rằng là tại sao ngày xưa mình phá thai nhiều lần như vậy Mình ác quá Những Đức nói nghĩ gì chi ạ Nghĩ gì chi ạ Nghĩ vậy thì đi vào con đường nó tiêu cực quá Mình đã từng không hiểu Mình đã từng phá thai nhiều lần Vì thì bây giờ mình hiểu rồi Mình nên sống đúng đắn lại đi mình phải sống tốt đẹp lại đi. Chứ bây giờ mỗi ngày mình đi nghĩ những vĩ vãng đã qua để làm mình nặng nề làm chi? Nó làm bạn nặng nề, bạn có phương hướng hay không? Nếu như bây giờ bạn buông nó xuống được, bạn nên nhìn vào cái hiện tại sống cho tốt đi. Như vậy thì bạn nhất định bạn sẽ có tương lai rất là tốt, bạn chỉnh đốn lại đi. Bạn chỉnh đốn lại đi, Thế tại sao? Bạn lại nhìn những cái vĩ vãng sai lầm kia? Bạn mỗi ngày bị nó câu thúc làm sao bạn phát huy được chính bạn? Nếu tôi mỗi ngày tôi cũng nghĩ những điều đó, để câu thúc tôi làm sao tôi phát huy được? Tôi đã quên nó rồi, vì sao lâu lâu tôi nhắc lại? Vì tôi nhắc những điều sai lầm kia để tôi mong những người sai lầm như tôi ngày xưa có thể quay đầu được. Nếu như tôi không nói như vậy, nhiều người người ta nói rằng ông thầy này đủ thiện căn, có phước nên ông mới đi xuất gia tu đạo được, ông mới niệm Phật được những đức niêu lên như vậy thì nhiều người người ta nói rằng ông thầy này hư như vậy mà còn tu được vậy thì tôi cũng tu được nguyên lý là như vậy phải nhớ ai mà không tu được phật pháp bất cứ một hạng người nào cũng tu được chủng tộc nào cũng tu được người giàu cũng tu được mà người nghèo cũng tu được người lùng cũng tu được mà người lé cũng tu được người hô cũng tu được người súng răng cũng tu được ai cũng tu được phải nhớ đó nên nói là Phật Pháp như biển cả mênh mông Trăm sông đều quy về biển cả Ăn thua tu mở rộng được tâm lượng hay không nè Nên nói là tâm lượng lớn phước báo lớn Thí dụ như bây giờ Tâm lượng chúng ta chỉ bằng cái ly nước thôi à Quý vị lấy nước chế vào ly Thì chế đủ ly nước thôi Dù có nhiều nước đổ vô ly Nhưng mà nó chỉ đủ một ly nước thôi à vì tâm của chúng ta chỉ có cái ly nước thôi à nếu tâm bạn là một lưu nước vậy thì bạn đổ nước vô đủ cái lưu nước thôi thì nhiều nước nữa thì nó sẽ tràn thôi nếu tâm của bạn là một cái sông thì là một cái sông nước nếu tâm bạn là biển vậy thì thu gom tất cả sông gạch kênh đều là quy về biển bạn tu học điểm chính bạn phát tâm như thế nào Thí dụ như nghiệp chúng ta là một nắm muối Chúng ta bỏ vào một cái chén nước Vì tức khắc chén nước này Sẽ mặn uống không được Nhưng nghiệp chúng ta là một nắm muối Nhưng mở rộng tâm lượng như là một con sông Bởi vì vậy, nắm một nắm muối Bỏ vào một con sông Thì tức khắc con sông này không ảnh hưởng gì mặn hết trơn Vậy thì nghiệp của bạn tạo Dù có nặng nề cỡ nào đi chăng Chỉ cần tâm lượng bạn mở rộng ra Vô cùng rộng Khi niệm ai với Đạo Phật Vậy thì tức khắc tất cả nghiệp này nó sẽ trở thành con số không trở thành con số không đó. nên nghe Phật pháp để bị thấy tâm tư nó thoải mái không chúng ta có thể lập trường của ngày hôm nay luôn bắt đầu từ ngày hôm nay luôn bắt đầu từ ngày hôm nay con phát nguyện rằng con không buồn con không giận con không hạn con không chết ai hết trơn á tức khắc tâm tư con thoải mái biết rồi bạn là người nghiệp nhẹ còn ngày hôm nay bạn vẫn còn buồn Buồn lắm <laughs> Vẫn còn nặng nề lắm Thì tức khác như sao Bạn là người nghiệp nặng Vậy mà chúng ta học Phật chúng ta đi hỏi người ta Thầy ạ thầy, thầy Thầy có nhìn con, con nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ Thầy Ông thầy ông nói Nhìn con nghiệp nhẹ Trời ơi Thầy nói cũng mừng ghê luôn Con nghiệp nhẹ <laughs> Công nhận ngu ngốc dễ sợ luôn mình mà đi hỏi ông thầy là con nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ thì ông thầy ông nói con nghiệp nhẹ thì mình con cũng dường thầy Dễ thương ghê luôn thầy nói con nghiệp nhẹ <laughs> còn mình bây giờ mình nói với người ta rằng bạn hãy tự coi bạn nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ đi bạn là người mỗi ngày buồn dặn hẳn trách là nghiệp nặng bạn mỗi ngày khoan dung tha thứ là nhẹ nặng nhẹ tự bạn biết tôi không biết <laughs> vậy là sao rõ ràng phải re khỏi ai chạy theo dòng do thấy không phật cũng nói như vậy luôn đó phật dạy mình là tự đốt đuốc mà đi đi tự nhiên đi hỏi mình tôi có biết tôi cũng không dám nói luôn nè nói là khoan duyên nói là khoan viên mà nên phật không cho trong nhà phật là cho coi trước số mệnh người là điều thứ nhất không cho diễn thằng thông là điều thứ hai vì sao? vì những điều đó ma làm. trong phật pháp là đem giáo dục để chỉ con người nhân quả, người nghe tiếp nhận và chuyển chính mình, chính mình sẽ tự biết mình và chuyển mình Vì đúng pháp, đúng pháp. À, từ nơi đó bạn không có nên đi coi số mệnh bạn làm gì, số mệnh bạn tự bạn biết, <laughs> tự bạn biết bạn tu học đi, rồi tự bạn sẽ biết số mệnh bạn sao liền. À? Bạn đừng có nói những cái quá khứ gì tôi đã tạo nghiệp nhiều vậy chắc tôi đời tôi sẽ đọa lạc. Bạn đi nói gì chi trẻ? Cái chuyện á về nghiệp quả đó là nó có cái nhân nhiều đời nhiều kiếp đời này thí dụ như những đứa bé nó vào trong người mình mà mình không sanh nó là gì nó không đủ phước được sanh ra đời giữa mình với nó có một nhân viên gì nhưng mà nó chỉ đến với mình rồi nó phải ra đi chứ nó không có được mình nuôi dưỡng khi được sinh ra là không được phước sinh ra đời và ba bốn đứa như vậy là ba bốn cái nhân quả đó là nó đều là không được cái phước sanh ra đời. Chứ nếu một con người đủ phước sanh ra đời, quý vị muốn giết giết cũng không được, muốn đi phá thai phá cũng không được luôn. Vì sao? Ông bác sĩ làm sao đụng được cái phước của con người ta? Con người ta nó đã có phước phần là sanh ra đời, ông bác sĩ thì làm sao mà phá được? Tại sao ông bác sĩ ông phá được đứa bé này? Vì ông bác sĩ này với đứa bé này và người mẹ này nó có cái nhân quả mà đứa bé này là nó không đủ phước sinh ra đời và nó khi bị nhập thai là nó phải chết như vậy đó nó phải chết như vậy đó nên nói gì là tất cả những thai nhi viện nghiệp pháp thai các con mà nghe được các con phải hiểu nhân quả nếu bây giờ mà các con mà muốn giải thoát thì các con phải nắm học pháp liền chứ đừng có theo quán thù nếu các con theo quán thù thì cái quan gia này nó cứ đeo đẳng hoài luôn nếu có đeo đẳng hoài nó không giải mà quan gia không giải thì là kết hoài Mà kết hoài là khổ đau cung cực luôn Các con bây giờ mà hẳn đi các con sao vui đây Bây giờ như những đức đang hẳn ai là những đức sẽ không vui Những đức bây giờ tâm tư những đức nó rất là thoáng Rất là thoải mái Là những đức không buồn giận ai hết trơn á Thì vậy thì những đức rất là tự tại Vậy thì những đức cũng rất mong tất cả con người Và tất cả những người đã mắc Hương Linh cũng nghe được Pháp mà Như vậy thì chúng ta nên mở tâm lượng ra đi Chúng ta đừng có hờn trách, đừng có giận hờn Đừng có nói rằng tại sao tôi đến thế gian mà không để tôi ra đời mà lại giết tôi Phải nhớ rằng chúng ta không đủ phước được sinh ra đời Còn tất cả những người mang nghiệp phá thai thì đừng bao giờ suy nghĩ rằng Con phá thai nhiều lần như vậy, tương lai con đỏ địa ngục rồi thầy ơi Nghĩ như vậy là tâm tư của mình nó nghĩ đỏ địa ngục rồi thầy ơi Đỏ địa ngục rồi thầy ơi, đỏ địa ngục rồi thầy ơi Thì cái tâm này đỏ địa ngục thì bắt đầu chết đi Nó sẽ đỏ địa ngục À, tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyển thì nghe rất rõ ràng không quý vị nghe như vậy rồi có người ai mà không nghe được mà không phát tâm được thấy rằng được vậy à, con có cơ hội hả thầy có cơ hội có cơ hội đừng có nghĩ những vĩ vãng đã qua khổ đau đâu đừng có nghĩ những cái điều đó làm cho mình nặng nề mà hãy lập trình ngày hôm nay là một tương lai của ngày hôm nay đi đặc biệt lắm quý vị nếu như hôm nay chưa được nhất định ngày mai tôi sẽ lập trường tương lai của ngày mai nhất định tôi phải làm được cái chuyện không buồn giận trách ai hết trơn á những gì tôi làm thiện được thì tôi làm làm xong rồi tôi không có một cái tâm rằng là tôi làm thiện đối với mọi người như vậy tôi giúp mọi người như vậy vì sao mọi người không cảm ơn tôi mà mọi người còn chăm chích tôi mọi người còn chửi mắng tôi tại sao vậy thì mình khổ ơi Tại sao là khổ rồi? Vậy là cái tâm làm thiện của mình là để mong người ta khen mình à? Cái việc làm thiện là để cho người ta khen, người ta không khen thì nghỉ làm đúng không? Vậy thì bạn không phải là người hiểu biết việc làm thiện. Bạn đã làm thiện thì bạn cứ làm thiện, người ta chửi bạn là người ta chửi bạn. Dù người ta có chửi bạn, người ta không cảm ơn bạn, việc thiện này đủ duyên bạn vẫn làm, vì nhân thiện sẽ có quả thiện, còn người ta gieo nhân ác, người ta sẽ gặp quả ác, ai gieo nhân gì sẽ gặp quả báo nấy, việc này là dĩ nhiên không? Nó hiểu biết được thì sống tuyệt vời vô cùng Sống vui vô cùng quý vị ha, Phật Pháp là những lời nói chia sẻ đó Rồi nó đi vào cái thực hành là hiểu rồi mới thực hành Nên tất cả những người ngồi đây nghe Và tất cả những người sẽ nghe qua cái buổi chia sẻ này Bữa nay có quay phim đó? không? Nó lâu quá không có quay phim ngày Chủ nhật Nhiều cô nói chắc là chưa tổ chức Bữa nay mình quay đoạn phim mình đưa lên mạng cái nhiều người người ta coi người ta nói ô thầy tổ chức lại à. Từng sau bắt đầu là mình tổ chức du lan ở bên Đại Tùng Lâm. 5 6 giờ thì chúng ta có mặt tại Đại Tùng Lâm, ngay cái nhà văn hóa Đại Tùng Lâm hẩm lễ của Tá Quán Thế Âm đó. Những đức thì tổ chức không có cài hoa hồng gì hết trơn. Chúng ta tụng kinh du lan. Chúng ta chia sẻ Phật pháp một thờ rồi chúng ta lễ Phật một thờ. Rồi phóng xanh xong tại vì đủ duyên còn ngoài ra nếu mà không có tổ chức được thì thôi còn giờ người ta cho giấy mình tổ chức được thì, thì, tổ chức để cùng tu quý vị ừ, cùng tu đó là chiều thứ bảy ngày 25 mươi rồi á sáng 26 là chủ nhật bình thường buổi trưa bình thường thôi chúng ta không có tổ chức ngoài xăng như mấy lần trước vì bây giờ gấp quá là không kịp làm không kịp đó nên từ nơi đó những đức thông báo như quý vị khắp nơi nơi sắp xếp được đi đến đây chúng ta cùng tục ừ, cùng tụng tụng hồi kinh du lan cùng kết duyên tụng hồi kinh du lan đông người chúng ta đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ còn sống và hồi hướng cho cha mẹ đã mất và chúng ta cũng cầu siêu cho những hương linh thai nhi vì nghiệp pháp thai và cầu siêu cho tất cả những người trong trận đại dịch Covid-19 chết khắp nơi trên thế giới Những Đức nói chỉ có công đức niệm Phật Thù thắng nhất Quý vị biết rằng chúng ta còn sống Chúng ta chia cho nhau cơm ăn áo bằng Chúng ta chết rồi thì chúng ta đem cái gì để chia cho nhau Tâm, linh Nhớ Tâm, linh Cái tâm này Đem cái tâm thiện tâm này Cái tâm niệm Phật này Cái tâm hiền đức này cái tâm mà bố thí cúng dường này cái tâm phóng sanh này đem cái tâm này để chân thật mà làm cái việc đó thì nó sẽ cảm hóa đến với những cái phần mà người ta mắc chưa siêu thoát gọi là tâm linh cái tâm nó mới cảm gọi là mới đến cái phần của hương linh đó mà chúng ta đem tất cả những cái tâm con người đang tụng kinh niệm phật này nghe pháp này phóng sanh này để mà chúng ta gom lại chúng ta cùng hồi hướng như vậy thì cảm hóa đến mặt tâm linh Người ta hưởng được Thì nó quá giải Nên nhiều người cùng niệm Phật là một người Niệm Phật là một người Phát một cái cái tâm thiện Mà nhiều người cùng niệm Phật Thì phát lên nhiều cái thiện tâm Vậy thì thiện tâm mà thiệt nhiều Thì nó quá giải bớt Những cái quán khí nặng nề Quá giải bớt quán khí nặng nề Nên mỗi một người Nên tập niệm Phật Pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm bởi vì câu đầu chúng ta nói rằng Niệm Phật Pháp môn thù thắng nhất Trong thời kỳ mạt Pháp Pháp môn thù thắng nhất đó quý vị à. Nhớ đó Nắm cho chắc nghe không Đừng có chuyển phương hướng nghe Đừng có chuyển phương hướng nghe không Những vị trưởng đoàn Trưởng đoàn đồ đó Phải cố gắng niệm Phật Mình dẫn dắt người ta đi tu thôi Chứ mình đừng có ôm đàm cái gì nặng nề mình nghe chưa Nhớ này những đức không phải là nói với vị đâu Nhưng mà những đức đã trải qua thời gian trong chùa Mười năm nay những đức đã ở những ngôi chùa Nó rất là nổi bật á Gần gũi những người nổi bật lắm Những đức biết lắm á Chớ vị biết á Trưởng đoàn, trưởng đoàn á Chương trình này, chương trình kia rồi Họ làm lớn lao vô cùng luôn. Nào là thầy con, thầy con Thắt bạch đồ Hì hà ghê gớm lắm Rớt hết trơn rồi quý vị ơi Rớt hết trơn nó no, đừng có nói dẫn người ta đi tu là tốt nhưng mà nhớ là mình phải tu tốt nó mới được dẫn đi là có phước của dẫn đi nhưng mình không tu tốt thì nó bị cái danh người ta tán thán cái đòn mình người ta tán thán cái người trưởng đòn mình cái phước được cái sự tán thán hết trơn hết trơn sạch hết trơn cuối cùng tăng cái ngã của mình lên nên bữa trước những đức giảng câu nhà đức nói trưởng 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 có ngày trưởng xuống hầm cái cha luôn mệt quá ôi ôi có những cái đoàn đông vô cùng luôn tự nhiên thời gian đi cái tự nhiên tách ra trẻ ba trẻ bốn trẻ năm ra người này trưởng đoàn người kia trưởng đoàn người nọ trưởng đoàn trưởng 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 biết trưởng đi đâu luôn ôi ơi kinh nghiệm nghe quý vị những đức nói đây là những đức quý, quý vị lắm á à rồi cái danh nó lớn lắm không có đơn giản đâu mình đừng có ôm đàm chỉ cho nó nặng nề mình chỉ là người cùng đi tu chung thôi đi lên xe thí dụ như vé xe hàng trăm hai người bỏ hàng trăm hai trả tiền cho tôi là người tại vì phải có người đứng đầu gom tiền trả tiền xe đó là xong thôi đừng có ôm đàm nghe chưa trò những đức nói rằng một mình dễ đi hơn đừng có tạo ra cái mà cho mình nặng nề mình khó tu lắm á nó được thì khen còn không được nó lôi mình ra phiền phức lắm nó không bị nặng nề lắm khó tu nên tất cả những người mà đủ duyên dẫn ta đi tu mà mình phải tu cho tốt kìa hồi tối có cái cô đó cô gặp những đức mà những đức nêu lên cái chỗ này để cho nhiều vị học phật mấy vị cũng nghe luôn cô hỏi cô nói thầy thầy con tự nhiên bây giờ con niệm phật đó thầy con cũng có một cái năng lực gì lạ đó thầy ơi người ta bị bệnh tự nhiên cái con niệm phật cái đầu con vuốt người ta cái người ta hết bệnh nè à? mà con khuyên người ta niệm phật mà ngộ lắm mà mà có mấy vị cũng có những người người ta có năng lực đó đó ừ, cái duyên đó có đó có đó khi cái tâm người ta nó rộng lớn quá nó có duyên với người đó tự nhiên người ta có thể đụng chạm tới người đó người ta phiên người đó niệm phật người ta hết bệnh liền có có rồi cố hỏi những đức nghe cũng khéo ghê cố hỏi những đức là con làm vậy đúng pháp hay không thầy những đức không có nói đúng pháp hay không đúng pháp nhưng những đức nói về nhân quả trong phật pháp đức phật đều lấy giáo dục làm chính để chỉ dạy hết tự anh làm đi đức phật Nói, tự con đốt đuốc mà đi nghĩa là tự ông làm đi bây giờ ông tạo nghiệp ông bị bệnh bây giờ ông phát tâm ăn chay niệm phật ông chỉnh cái tâm ông lại thì ông hết bệnh ông tự làm đi để ông đừng có dính vào tôi ông tự làm ông đừng có dính vào tôi nếu ông dính vào tôi nếu chúng ta niệm phật chúng ta vuốt người ta hết bệnh thì bắt đầu là người ta chạy theo mình như vậy thì người ta bị dính mình mà phật pháp không có cho như vậy nên những đức khuyên cái cô những đức nói cô đừng có làm như vậy cô làm như vậy tự nhiên cô sẽ bị tổn Cô đụng vào nhân quả của người ta Đụng vào nhân quả Thời gian cô bị hết phước đi Hoặc là cô sẽ xảy ra vấn đề với cô Hoặc gia đình sẽ bị vấn đề này vấn đề kia Tuy là có cái tâm thiện như vậy Nhưng chỉ chỉ người ta niệm Phật thôi Chứ không có đụng vào người ta Bỏ đứt cái việc đó liền Vậy thì tương lai tu mới đặc biệt Nhớ cái câu nè Chúng ta đều là cùng đồng hành đi về thế giới cực lạc Chứ không phải ai là trong đây là Phật Bồ Tát hết á Chúng ta cũng không biết ai là Phật Bồ Tát Nhưng mà chúng ta nghĩ mình là người đi về thế giới cực lạc là cùng ngủ nhau đi thôi, ai đi không đi thì thôi, mình lo đi. Vậy thì mình đi về tới thế giới cực lạc thì cái cơ hội giúp chúng sanh nó không có muộn đâu. Đừng có gấp gáp. Nghe không? Mình làm sao mình giữ được chính mình cho thiệt là chuẩn xác để mình tu cho tốt đi. Mình làm sao mà nó an lạc, nó khỏe mạnh rồi nó vui vẻ, nó đừng có bận tâm nhiều thứ. Vậy thì người ta sẽ ngưỡng mộ khi nhìn thấy mình là người tu hành như vậy. Người ta sẽ học theo mình và Mình chỉ người ta là gì? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật Đó không? Đặc biệt như vậy đó Còn thí dụ như quý vị có thể làm một số việc khác Cái đó một chút Nhưng mà nhiều người nó nó đeo đẳng quý vị Nặng quá Nặng quá quý vị cũng xạ cánh luôn Giống như một cái cây mà cành quá nhiều Mà gốc chưa chắc thì bắt đầu cái cây nó ngã Hiểu không? Cành nhiều quá mà gốc chưa chắc Thì bắt đầu là cái cây nó ngã Vậy thì, thì bây giờ mình là người mới tu Cái gốc còn yếu lắm nhưng mà nhiều người nó đeo mình quá từ 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 mình ngã luôn mà mình mà ngã rồi thì tức khắc những cái cái cành kia nó cũng chết sạch hết luôn nên phật mới chỉ mình là phải giải quyết vấn đề sanh tử cho mình trước đi thì là cấm gốc chắc rồi thì cái chuyện độ sanh là có duyên rồi là yên tâm nó độ vô lượng kiếp nó độ hoài được hoài còn nếu như mà mình gấp gáp đời này mình không giải thoát còn vậy thì tất cả những cái duyên kia mình kết nó quay trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp khổ đau nó không ra được cái khổ đau Vì chính mình cũng ngã rồi Nên mình phải hiểu được nguyên lý này Thì con đường của mình đi chuẩn vì chính mình lắm Mình là đủ duyên cùng chia sẻ Phật Pháp đi cùng tu Chứ mình đừng có phan duyên Cái chuyện mà mình làm chưa được Mà đi phan duyên, đều là đủ duyên hoàn toàn Thí dụ như ngày Chủ Nhật người ta cho tổ chức Thì những đức tổ chức, người ta không cho tổ chức Thì những đức nghỉ Là đủ duyên hoàn toàn Còn người ta về đây niệm Phật Tự nhiên người ta về đây niệm Phật Người đức đâu có xuống đâu Ngày Chủ nhật người ta xuống đây Người ta lên đây niệm Phật là người ta tự đến mà Người ta đến là niệm Phật những Đức đâu có xuống tổ chức Tại vì người ta đâu có cho tổ chức Nếu những Đức xuống là tổ chức Bây giờ những Đức Ngồi ở đâu niệm Phật kể những Đức Còn người ta đi đến đây Thì những Đức bật máy lên cho người ta tu Còn vậy thì người ta đến người ta gặp Người ta nói ông thầy đã mất tiêu Đúng không? Làm ta đến ta niệm Phật Còn bây giờ người ta, ta đã cho tổ chức Thì mình tổ chức Mình khuyên ta niệm Phật mình khuyên người ta hiếu thảo với cha mẹ mình khuyên người ta vợ chồng sống hạnh phúc mình khuyên người ta anh em hòa thuận vậy là được rồi đó gọi là đủ duyên thì làm mà không đủ duyên thì thôi vui vẻ tự tại đó nên cái cô kia tối hỏi như đức mà như đức cái nói cho nhiều người nghe cô có phước không như cái cô kia hồi nãy mà cô nói mà con cổ mà 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 vợ nó bỏ nó mà nó, nó uống rượu mà nó nó sắp chết đó nhưng đức phiên bả nhân đức nói bây giờ cô muốn giúp con cô dạ muốn thầy muốn muốn giúp nó làm sao giúp nó được thầy nhân đức nói bây giờ cô lo niệm phật tự nhiên cô gì lo niệm phật <laughs> niệm phật thôi hả thầy niệm phật thôi hả ừ cô có lo niệm phật thôi còn gì nữa không <laughs> niệm phật thôi cô có niệm phật thôi Ô niệm phật thôi hả à. như <laughs> đức nói niệm phật thôi ở đây sáu trăm người nhưng đức chỉ có niệm phật thôi à không có làm gì nữa chứ ồ không có làm gì nữa chứ ừ niệm phật thôi à tin không con cũng tin tin mà cũng không không <laughs> nghe nửa tin nửa ngờ này là giống như uống nước nóng lạnh tự biết thôi có những người, người ta nghe người ta cũng mỉm cười không <laughs> mỉm cười chi mất công mệt vô đây từng biết liền gì đâu mỉm cười chi vô đây ở từng sẽ biết liền cái gì đâu mỉm cười mỉm gì cho nó mệt <laughs> chưa đủ duyên thì mỉm cười cũng là kết duyên đi nó thì thấy tùy duyên đặc biệt không vô đây ở từng sẽ biết liền gì đâu quý phật tử ở đây phần nhiều quý vị biết những đức hết trơn gần 6 năm xuống đây bị biết hết biết những đức mà có một Phật tử nào ngồi ở đây mà quý vị đã từng về chùa mà quý vị nghe những đức đến gần quý vị xin một cắt nào chưa? Những đức xin thưa quý vị nghe, 10 năm đi tu của những đức luôn đó. 10 năm gặp Phật pháp luôn đó. Chưa từng hỏi ai một cắt luôn đó quý vị. 10 năm rồi đó quý vị ạ. À. Nên lòng tin đối với Phật pháp cao lắm. Thật sự Bây giờ chùa mình có tổ chức chương trình hay không tổ chức chương trình cũng không có gì quan trọng hết chứ. Nhưng mà làm được thì làm thôi Tại vì sao? nhận đức tin chân thật lo cho con người và phiên con người niệm Phật thì có gạo ăn. Bây hởm chương trình người khiếm thị cho gạo họ 14 15 tấn. Còn 2 tấn hai tấn gạo trong chùa mà hai bên 600 người ăn cái vèo là sạch nhất liền không nói chứ một tân sao lên 12 tấn liền không nói chứ tình hồng không có kêu gọi ai hết chứ vì tình hồng có những người gặp như thế họ nói một câu là thầy thầy cậu thầy nói gì con muốn cúng con nghĩ cúng rồi đó thầy cảm ứng liền thấy <laughs> chưa <laughs> vừa nói cái đóng mọc bụp cảm ứng quý vị nhớ nào. mình phải tin Phật dạy càng bố thí thì nó càng nhiều thì nghĩ đi bây giờ quý vị đem quý vị tặng cho người ta để ta về ta nấu cơm ăn thì quý vị no chứ làm sao những đức nói quý vị nếu quý vị là người đã từng biết bố thí cúng dường thì quý vị sẽ có cảm giác liền cho người ta mình còn vui hơn được nhận nữa một trăm phần trăm luôn chính những đức làm những đức biết Cho người ta mình vui hơn mình được nhận nữa Tại vì những đức ngày xưa là thường cầu được nhận có mà Mà nhận là bất an không à ừ. Cầu được nhận là nhận bất an không à Còn mình đủ duyên được nhận thì vô cùng là vui vẻ hay sao Đủ duyên được nhận thì vui lắm Không có sao hết đó còn mình cầu được nhận nhận là có được là do cái phước trong mạng nó có nhưng mà nó tổn nhiều phước của mình lắm còn nếu như quý vị mà đem tặng cho người người ta mà nhận được quý vị còn vui hơn người được nhận nữa vui cái nội tâm quý vị nó vui lạ lắm đó sắp sửa tới chương trình người khiếm thị nữa rồi đó nó còn hình như là nửa tháng gì nữa gì đó tới chương trình người khiếm thị nữa rồi đó rồi lay quay rồi tới uh, chương trình uh, các cháu nhỏ trung thu trung thu đúng rồi trung thu bây giờ chuẩn bị nè chuẩn bị mua đèn trung thu nè đèn nè không oh ngồi một chỗ thôi, chỉ có khuyên người ta niệm phật mỗi ngày chia sẻ Phật pháp hai buổi, ngày nào cũng đưa lên mạng hai buổi chia sẻ Phật pháp. sáng ăn cơm ăn cơm xong bắt đầu là nói chuyện một chút với mấy bà cụ cười cười, ăn cơm bữa nào nói chuyện với mấy bà cụ cười, thấy <laughs> không? Bà cụ nào cũng cười nên bà cụ nào cũng khỏe. Quý vị suy nghĩ nè Trong dịp này Nếu như quý vị than thở Nếu như quý vị nói rằng đang khó khăn Hoặc là ăn uống Keo lại Thì mấy bà già trong lòng bà sẽ buồn Bà sẽ nói chắc là ông thầy hết tiền Thầy đang khổ Thì mấy bà già bà mà rầu Thì bà sẽ bệnh Bệnh thì ai lo Bệnh thì mình cũng lo <laughs> Thôi mình cứ cho bà ăn thoải mái mình cho bà cười đi để bà đừng có bệnh thì nó qua chiều hướng là được ăn khỏi bệnh thấy <laughs> không còn nếu bây giờ quý vị mà keo lại thì bà lo bả lo bả sẽ bệnh bệnh thì cũng phải tốn tiền mà tốn tiền thì đi uống thuốc uống thuốc làm sao ngon bằng được ăn <laughs> tại sao không ăn mà đi uống thuốc thấy không đó mấy trăm bà già phải re như bò kéo xe hay lắm đúng là nuôi người già kinh nghiệm đặc biệt hay nghe nè đừng có ngủ <cười> <cười> nhớ nè trời ơi mấy bà cụ chùa trong chùa mình lúc trước kìa quý vị mỗi buổi sáng bà kéo mười mấy hai chục bà hai mươi mấy bà sáng nào cũng vậy hồi cấp mà còn mà cái phòng thuốc quý vị bà kéo qua kéo qua làm gì quý vị biết không đo máu cứ là bữa nào cũng qua đo máu chứ nghe huyết áp cái đo hoài vậy đó ngày nào cũng mấy chục bà qua những đứa đứng ngay cái đường như đứt canh bà ở đâu dạ đồ huyết áp bà ở đâu đo máu đây đâu huyết áp đâu mau thôi sao chùa ngổ bữa nào cũng mấy chục bà này bữa nào cũng huyết áp với máu ngồi thật xong vậy đứt nói kiểu này để thử bây giờ nguyên một tuần lễ bữa nào cũng qua đo đúng không bây giờ thôi cái tủ thuốc đóng cửa từng ba bữa đóng ba bữa trước từ từ thử coi sao ba bữa đó, đó đóng cửa không thấy một bà nào qua đo máu với quý áp gì à. thì đó nó ba bữa vẫn sống ngon được được rồi đóng cửa bốn bữa bốn bữa cũng bình thường luôn ha bốn bữa được rồi từ từ như đức nói lên bữa nữa năm bữa năm bữa cũng bình thường luôn cuối cùng như đức nói mở cửa đúng chủ nhật thôi sáu ngày không mở cửa bà cũng sống bình thường luôn cuối cùng như đức nói chủ nhật cũng đóng cửa luôn giải tán cuối cùng bây giờ bả hết máu hết huyết áp luôn ơi <laughs> nuôi <laughs> bà già đúng là kinh nghiệm thiệt thì ra là có cái nhân bệnh là con người ta bệnh liền tại sao ngoài đời bệnh nhiều nhiều thứ lắm không có tiện nói ra nhiều quá tại vì quý vị nghĩ đến nó quá vì <laughs> nghĩ đến nó quá nên quý vị đã bị nó câu thúc rồi bây giờ mấy bà cụ như đức nuôi thì rõ ràng luôn Bây giờ mà nếu mà quý vị bây giờ mà nói rằng là mở tủ thuốc ra bữa nay khám bệnh Quý vị coi chàng qua khoảng mấy chục bà Chắc chắn luôn mấy chục bà qua liền Nào là nói cái đầu con sao ra Cái chân nhức cái thai mỏi vô cùng luôn Cái xương sống cho cái xương sống bữa nay đi ảnh, ảnh ảnh Mắt con sau này thì nó giật giật Trời ơi Tùm lung bệnh hết trơn Vậy mà không có tủ thuốc thì mắt mũi tai miệng chân cẩn gì bình thường không có một cái gì hết trơn á quý vị mà lôi ra cái chuyện khác bệnh có bác sĩ là có bệnh liền <laughs> bữa nay như đức nói với bà bác sĩ bà đi niệm phật giùm tôi đi và bác sĩ cũng đi niệm phật luôn Nó, à, con cũng đi niệm phật luôn hả thầy ừ đi niệm phật luôn ôi, cái tủ thuốc sao <laughs> đóng cửa lại ôi ôi lúc trước thì những đức có nhiều bài lắm đồ cái gì những đức, đức về hổm như đức nói á mấy bà già nghe bây giờ những đứa biết chạy xe đó đứa tập chạy xe này như đứa biết chạy xe đó còn một hai bà lâu lâu có đi khám bệnh mai mốt mấy bà bệnh những đứa chở mấy bà đi khám bệnh. đi khám bệnh mấy bà bị bệnh những đứa chở mấy bà đi khám bệnh nó hỏi ủa sao kỹ trời sao thầy sao này chở cô đi khám bệnh đi cứu những đứa nói những đứa chở bà đi khám bệnh là có ý những đứa vô trong bệnh viện như đứa coi bác sĩ nó khám mấy bà làm sao Để không? rồi vậy đứa coi nó không nó không thuốc làm sao rồi nó có cái cây kim chích thuốc làm sao nó bận mua đồ làm sao nhẫn Đức cũng mua y gan vậy luôn không chị thầy ơi làm gì ạ à? mấy bà mai mốt ở đây bà nào bệnh thì những Đức sẽ khám bệnh những Đức sẽ chích thuốc bà đâu ở à đấy trời ơi xanh mặt xanh mày con mà thầy mà chích thuốc con cô không dám bệnh luôn Trời ơi đúng là nuôi bây giờ nó vui nó vui lắm quý vị ơi. quá nhiều việc để mà mình 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 có thể chia sẻ mà mà nó vui vẻ thì ra là rõ ràng quý vị ơi. Cái nội tâm nó vui. Nên cũng là một lời nói bình thường này nhưng nếu quý vị mà nói nói không có được đâu. Nó không có diễn đạt như vậy. Hiểu không? Mà là một con người nó phải vui vẻ, một con người nó phải rộng tâm, một con người nó phải nhẹ nhàng dữ lắm là cái văn tự của họ cũng là một văn tự bình thường nhưng mà cái phát xuất ra nói ra là tự nhiên con người ta nghe sẽ vui liền không nói chứ vậy thì tất cả quý vị cũng đều được như vậy hết chỉ cần cái tâm vui nhớ nè tất cả phát từ tâm tử sạch nếu như cái tâm vui là tất cả việc đều vui hết nên những đức vui vẻ nên mấy bà già chùa mình ít bao giờ bệnh đâu bây giờ muốn bệnh dễ thôi những đức chỉ cần cọc cằn thôi sân si thôi sáng rồi vậy là sân si thôi vậy chứ sao Xong bắt đầu nó nặng này nó kia nó bóng gió la lối rồi lên. Thì bà buồn nó buồn thì bệnh thôi. Đúng không? Muốn bệnh thì bệnh muốn khỏe khỏe à. à. mấy trăm bà già luôn nuôi với có kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Rồi mấy bà già mà luyện mình với có trí tuệ luôn. Rồi không có đơn giản đâu quý vị ơi. Mấy trăm bà cụ không có đơn giản có nhiều bà cụ cũng chẳng ai lắm á. Bên kia mấy buổi trước mấy ông thầy mình tội nghiệp ghê luôn. Vì có những đứa phía sau mới nuôi được Có bà cụ này trời ơi có khó khăn vô cùng Khó khăn mấy ông thầy chỉ hù thôi Mấy ông thầy nói bà sắp cỡ nào bà cũng nghe chứ bên kia Bây giờ đưa bà đi ra ngoài đường cho bà đi về Cái mấy ông thầy hù hù cho bà sợ Bà không như bắt bài được sao bà không sợ nha Đưa bà ra ngoài đường mà xong có kêu xe ôm đi vô chùa lại <laughs> Rồi xong có vô chùa bà gặp nghe ông thầy đó bà nói thầy chưa kỳ ghê luôn chở ra đường mà chở ngay cái chỗ không có xe ôm gì hết trơn ông thầy nói ơi, trời ơi trời tôi tức tức chết được hù bả mà cuối cùng bà hù ngược nữa tôi chở ra đường mà chở ngay cái chỗ không có xe ôm gì hết đi kiếm xe ôm muốn chết đi quay vô chùa lại trời ghê không nó, nó mai mốt thầy chở đi ra ngoài cũng chở ngay cái chỗ có xe ôm được, nghe chưa để có gì kêu chạy vô chùa lại ông thầy nói tao tao tu 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 chết không đơn giản đâu quý vị ơi ôi, ôi, đúng là rừng càng già càng cay không phải đơn giản đâu quý vị ôi mấy trăm người nhưng mà đúng là những đức niệm phật làm như phật gian hộ sao những đức mà phang xuống một phát là dứa gung sợ lắm ngộ lắm cái bà giặt đồ tới cái giờ tu mà bà giặt đồ thôi nghe đức chỉ cần phớt ngang cái thôi <laughs> liền đồ ông bên chạy có chàng đi tu ngộ vậy đó nghĩa là làm như nó có một cái nhân duyên để lo cho mấy bà già sao á ừ. nó làm như vậy đó quý vị mà bảo quý thương mình. mình ghét mình vậy chứ những đức thì vui tính những đức thì nói chuyện sẵn 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 ngộ lắm nên từ nơi đó là cái chuyện mà phát tâm nuôi người già những đức nói rằng là cuộc đời những đức là nhờ mấy bà cụ già nó là chỉnh sửa mình nè rồi cho mình cơ hội để tạo phước duyên này nhờ mấy bà già đó quý vị nên những đức cứ phiên tất cả anh em trong chùa là nên phát tâm nuôi người già. Thương người già đi. cái chân thật mà làm chuyện này đi là có lợi ích liền nói chứ. nên quý Phật tử về đây chúng ta nói chuyện cũng gần tiếng rưỡi ủng hộ. nên quý vị cố gắng niệm Phật thấy không? Pháp môn tịnh độ này phải giữ cho chắc. Nên tổ ngày nói một câu này không? Rất kiên kỵ cho người tu kẻ không có chủ trương nay này mai khác. Nhớ nghe. Tổ nói đó, làm việc mà không chủ trương Tu mà không chủ trương có một phương pháp chuẩn Làm gì không có một nghề chuẩn Như thì, thì cả đời người này cũng không thành công được gì hết Nhớ nghe chưa Đã gặp tịnh độ rồi Phải có chủ trương nắm cho chắc Pháp môn tịnh độ Cứ chấp trì a di đà Phật cho chắc chắn không Đừng có thay đổi phương pháp Cả đời đừng nên thay đổi Nhớ, đừng bao giờ thay đổi Nhớ nghe chưa Nắm phong môn tịnh độ này cho thật là chắc dù gặp cảnh ngộ gì cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Chồng thương cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Chồng ghét cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Chồng đi có vợ nhỏ cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Nhớ nghe. Con hiếu thảo cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Mà con bất hiếu cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Vì sao? Vì sao cái gì cũng niệm Phật hết vậy thầy? Vì nếu bà không niệm Phật, ông không niệm Phật, em không niệm Phật, cháu không niệm Phật, thì chúng ta sẽ trong cái dòng lãng quẩn này đờ, đờ đờ kiếp kiếp khổ đau Nên Đức bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mới chỉ chúng ta là các con muốn thoát khổ Thì nên niệm Phật Để mà về cực lạc mới thoát khổ <laughs> Nhớ đó nha Phải nắm cho chắc câu Phật hiệu Trong một cái kiếp nạn Có xảy ra vấn đề gì Cũng là ai với Đà Phật Sống trong cái cõi đời này Nhiều kiếp nạn Gặp kiếp nạn là chỉ có ai với Đà Phật Bình an nhất là chúng ta có con đường để đi Đi đâu? Đi về cực lạc Có con đường đã đi rồi Có con đường đã đi rồi thì ở đâu cũng niệm Phật Gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật Dù một mình mình cũng niệm Phật Vì ai cũng chết một lần nên chúng ta cứ nắm câu vật hiệu cho chắc như vậy Nắm cả đời không thay đổi Không thay đổi Chấp trì ai với đạo Phật Nắm cho chắc không thay đổi Nhớ đó nó không cái kết luận một chút xíu đây nó nó, nó đi sâu vào tâm khảm mình đó quý vị Hồi nãy giờ có nhiều cái mình nói vui Có khi nó, nó tản mát nó tiêu chưa Bây giờ phải kết luận một chút này nè Nó hai ba phút một chút xíu đó Nó phải nắm câu vật hiệu cho chắc Những đức nói là Cả đời của tôi là may thay gặp được tịnh độ này là Tôi mới cứu cuộc đời tôi được đó. Vậy thì quý vị muốn an vui Muốn tự tại, muốn hạnh phúc Và một đời này có ý nghĩa Thì quý vị nắm câu vật hiệu này đi Người đủ duyên là tin liền Không nói gì nữa mà pháp môn tịnh độ này một câu Phật hiệu niệm đến cùng, mà Phật nói rằng là pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng nhất trong thời kỳ mạt pháp, rất là phù hợp vào nhiều căn cơ. và khi mình ở nhà dù là thí dụ như là dịch bệnh cách ly đi, quý vị ở nhà quý vị cũng niệm Phật được luôn, dáng à, là niệm Phật được, nên mới thấy nó là một pháp thù thắng vì mình dụng công được trong mỗi lúc mọi nơi nó mới thù thắng quý vị và ai cũng niệm phật được hết thì nó mới là thật sự thù thắng và nó giúp cho mình chuyển đi cái tâm lo sợ mà phát được cái tâm bình an nếu như chúng ta mà không có tâm bình an sao chúng ta ngồi đông gì nếu như mỗi ngày chúng ta sống bằng một cái tâm lo âu sợ hãi thì sống còn ý nghĩa gì nè không có ý nghĩa gì hết chúng ta học phật rồi chúng ta tin nhân quả nhiều người người ta sống trong những ngày tháng lo âu sợ hãi còn mình thì không nên sống như vậy Vì mỗi ngày mình niệm Phật cầu sanh cực lạc mà Biết rằng cái cõi ta bà này Khổ không thế nào nói hết Mà mình Đi chắc thêm cái khổ Bận tâm lo âu thêm Thì cái sống đó nó không đặc biệt quý vị à? Phải nhớ Nên hồi tối có một cháu Nó mười mấy tuổi nó hỏi nhân đức một câu Thầy thầy mình bắt hiếu với cha mẹ mình là Mấy con mà Covid-19 nó phái mình lắm phải không thầy Nhưng Đức nói đúng <laughs> Tại cái lớp học tập của mình là hiếu thảo cha mẹ Kính trọng thầy cô Đứa nhỏ mười mấy tuổi nó gặp Như Đức nó hỏi Mình bắt hiếu với cha mẹ mình là Covid-19 nó phái mình lắm phải không thầy Nhưng Đức nói đúng <laughs> Nên từ nơi đó quý vị thấy vì sao nó khoái mình vì nó cùng tần số nó cùng tần số nên nó thích mình thí dụ như mình hư đi thì mình gặp những thằng bạn hư mình hiền thiện mình gặp người hiền thiện Mình sao thì nó chiêu cảm vậy à Thí dụ như các cô trong đây Nếu các cô là người nhiều chuyện Đụng chuyện ai cũng ngồi xuống tầm 3 tầm 7 là nói Rảnh thời gian cái bắt đầu là đi lên sớm trên sớm dưới Để bàn chuyện thiên hạ Như thì bạn đó nhiều lắm á Bạn đó cũng không thiếu đâu <laughs> Nó gặp mình nó cũng phái lắm á Vừa gặp cái nó ô chị đến đây <laughs> Nhìn chị là tôi biết tôi với chị giống nhau họ giống cái gì là giống nhiều chuyện <laughs> tôi với chị là cái dạng nhiều chuyện gặp nhau đến đây chị ngồi xuống đi bà chỉ nghe chuyện này chút xíu cái bà sớm trên bà vừa làm cái máy tóc thấy ghét nhiều chuyện mới bắt đầu bàn thấy chưa à nó bắt đầu lo chuyện thiên hạ ra nói là nó cùng tần số nên nó nó gặp những cái dạng đó để ngồi xuống để nói chuyện thiên hạ nha thấy không nó bạn đó nó sẽ gặp nhau bạn đó rồi á bạn nhậu thì nó gặp nhậu nó gặp những người mà uống rượu nó gặp nhau nó chào hỏi nhau rồi nó mới gặp nhau và nó ngồi xuống nó uống rượu là bạn nhậu nó gặp bạn nhậu rồi bạn ăn diện nó gặp bạn ăn diện bạn đi mua sắm nó gặp bạn đi mua sắm bạn lo làm ăn nó gặp bạn lo làm ăn bạn hiếu thảo nó gặp bạn hiếu thảo bạn đàng hoàng nó gặp bạn đàng hoàng bạn đi tu nó gặp bạn tu rõ ràng không nó cùng tần số vậy thì covid 19 là cái gì là nó có một cái nhân và cái quả để mà hội tụ đến với chúng ta mà cái nhân này nó đã tạo lâu rồi thì quý vị coi Bây giờ nhiều người ta rất sợ nó Đã là gì gặp nó là sợ Sợ là cái gì Sợ là không tốt Sợ là không tốt Mà đã là không tốt là từ đâu ra Là từ cái nhăn không tốt đã gieo, bây giờ nó chiêu cảm cái quả không tốt Nên toàn thế giới phải gặp cái quả không tốt Là Covid-19 Nhiều người phải sợ hãi lo âu Là từ ngay cái nhân không tốt Chiêu cảm cái quả không tốt đến Vậy thì tất cả những người đã từng gieo nhân thiện Biết niệm Phật, biết tu hành Sống biết thương người, hiếu thảo với cha mẹ Sống chung thủy với vợ, với chồng Làm con, biết hiếu thảo với cha mẹ Lo gia đình đàng hoàng Vậy thì đây là cái nhân thiện Chắc chắn là rằng là quý vị, vị sẽ gặp cái quả thiện Nên đứa bé mười mấy tuổi nó hỏi Nó nói rằng là những đứa con bắt hiếu với cha mẹ Là con Covid-19 nó thích lắm Phải không? thầy như Đức nói đúng Không <laughs> oh đó nên nhân nào quả nấy nó phải có cùng tần số nó mới đến được ừ, nó cùng tần số nó mới đến được thí dụ như bây giờ đời này chúng ta cũng niệm phật cũng hiền hậu nè cũng ăn chay nữa tại sao mình có khi bị dính có cái, cái nhân mình nó tạo nhiều đời nhiều kiếp nghiệp quả hay sao nặng nề bây giờ cái quả báo nó đến nó tìm mình đó. từ nơi đó mà mình phải hiểu Hiểu rồi thì tự nhiên cái tâm mình sẽ bình yên vô cùng Mình mỗi ngày mình sống rất là bình yên Ở nhà mình dụng công hai thời khóa mình tu ổn định vô cùng mình tu Sao mình không dụng công niệm Phật đó Rồi ngày Chủ Nhật mình đi đến chùa được Mình đi đến chùa mình niệm Phật Còn nếu mình không đi mình ở nhà mình niệm Phật Vậy thì mỗi một đạo tràng là mỗi một gia đình là đạo tràng niệm Phật nên có những người nói rằng là con đi tu học mười mấy năm mà con không có một phương pháp ở nhà tu Vì bây giờ có phương pháp ở nhà tu rồi tự nhiên trở thành gia đình là một đạo tràng niệm Phật luôn Có <laughs> ngồi tam bảo sẵn hết luôn Rồi có máy nghe Pháp hơn một ngàn buổi ở trong đó sẵn luôn Mỗi ngày cứ nghe một tập một tập chứ không nghe nhiều nghe nhiều khi không nhớ nhiều cứ nghe một tập thôi cái sáng tu xong nghe một tập một vậy đó mà nó nhắc nhở mình một câu ai phật niệm đến cùng đó. quyết chí một đời bản sanh cực lạc quá cứ nghe suốt gì để bổ túc cái tính nguyện của mình niệm phật mình tu thôi à sống những chuỗi ngày rất bình yên của cuộc đời này cái vị coi chùa mình á hai bên chùa vị coi 600 người đó nhưng mà có cái gì bận tâm lo âu đâu bây giờ bận tâm lo còn chi vậy vậy quý vị nói vậy mình nằm trời sung rụng hả thầy không có tôi sống mỗi ngày tôi niệm phật tôi ăn chay tôi khuyên người niệm phật tôi cũng có chia sẻ phật pháp tôi cũng làm công việc ở trong chùa tôi khuyên người trong chùa bình yên đừng có lo âu nặng nề cứ sống bình yên những chuỗi ngày vui vẻ sống cho tốt đẹp nên tất cả những người trong đây mấy trăm người sống những ngày tháng rất bình yên vui vẻ đó là công việc của tôi đó để bổ túc cho gia đình sống rất là tốt đẹp từ nơi đó mà dù là nhiều người đang bắt an lo âu, chạy đôn chạy đáo còn mình sống những ngày rất bình yên, mình cũng là hết lòng với công việc nhưng mà mình không có đặt vấn đề nặng nề gì. Vậy thì rõ ràng là áp dụng Phật pháp trong mỗi một ngành nghề quý vị thấy vô cùng là lợi ích lớn. Nếu như mà nhận thức được điều này thì đúng là người đại phước báo mới gặp được Phật pháp. Đại phước báo mới gặp được Phật pháp nếu như chúng ta gặp phật pháp chúng ta chỉ đi vòng 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 đi cứ đi vậy đó như vậy thì quý vị đi cách đời quý vị, quý vị cũng không có một cái kết quả, tại đi cả đời luôn không có kết quả mà phật pháp là cái gì phật pháp là một nền giáo dục trí thiện mình không nghe giáo dục thì làm sao mà mình chuyển được tâm lo âu mình không nghe giáo dục sao mình chuyển được tâm lo âu quý vị nó không có một phương pháp và nó không có nghe được những cái định luật nhân quả Thì làm sao nó chuyển cái tâm lo âu này được có người chúng ta khổ là do gì Chúng ta chắc chứa những cái sự lo âu buồn phiền Ở trong tâm Nó mới nặng nề chứ Chứ nếu như mà mình biết những cái thứ này nó không phải Thì đem nó ra đi Vì thì tức khắc cái bị hết khổ liền à Thí dụ như có những người chúng ta nghèo Chúng ta cứ bận tâm với cái nghèo Cứ lo nghèo Cứ lo nghèo hoài Nó cũng không có hết nghèo đâu Vậy mà có khi cuộc đời chúng ta niệm Phật Chúng ta cứ làm việc bình thường chúng ta cứ sống cho tốt đẹp chúng ta cứ sống trong hoàn cảnh nào chúng ta cứ cảm thấy rằng mình vừa bụng với hoàn cảnh mà mình đang có đi vì thì tức khắc có khi nó lại chuyển cái tâm nghèo nhớ nghe khổ nhất là nặng với cái gì điều nghèo mà trong tâm nè cái người mà chuyển được cái tâm nghèo mới là hạnh phúc của quý vị à nó chuyển cái tâm nghèo nó thí dụ như cái hoàn cảnh của mình vẫn là những ngày tháng bình thường gì nhưng mà mình chuyển được cái tâm buồn thì chuyển được cái tâm buồn thì nó vui chứ sao quý vị Chuyển cái tâm buồn thì nó vui Chứ ai nói buồn mà vui không Học Phật là để làm gì Chuyển cái tâm buồn Chuyển cái tâm giận Chuyển cái tâm hận Chuyển cái tâm thù Chuyển cái tâm dính mắt Nên những đức có nói rằng là thương Ghét Đều phải tiêu hóa hết Con người chúng ta khổ ngay cái chỗ là Thương thì muốn đổi lên đầu và quay lại hẳn hẳn thì muốn đạp dưới chân nên từ nơi đó thương ghét cũng phải tiêu hóa chứ không thể nào mà chúng ta thương thành dính mắt ghét thành hận thù vậy thì thương nó quay lại thành ghét phải nhớ đó nên tu học là trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu giữ cho đến cùng thường nhớ Phật nhớ Phật thì chuyển nghiệp mà quên Phật bị nghiệp chuyển nên tại sao mà người ta học Phật bao nhiêu năm Người ta không có kết quả Vì người ta không nghe giáo dục sao mà có kết quả Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi Nghe gì rồi Phải cố gắng mà niệm Phật Quyết chí đời này Chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha Hai về đạo Phật à, Chúng ta chấp tay hồi hướng quý vị Nguyện à, đêm à, công à, đức này hoa về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ A di đà A di đà Phật A di đà Phật, A -di -đà Phật. A -di -đà Phật. A à, di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật. À, chùa chúng ta bắt đầu tổ chức ngày chủ nhật cộng tu trở lại bình thường. Quý vị thấy từng chủ nhật nào mình về đây mình cũng được niệm phật nghe pháp, à, xong chúng ta được Cúng đi thực và phóng sanh khi quý vị đi về đây có khi người thân của mình mắc có những người cũng chưa siêu thoát hay những hương linh vì nghiệp phá thai anh ta cũng đi theo vì về đây tu vì thấy cúng đi thực đồ rất là nhiều mà tất cả những người cúng này người ta vừa tu xong nó có có một cái à, quay lực niệm phật để mình cúng cho người ta nên người ta hưởng được tài thọ thực và có khi tâm tư người ta hưởng được cái công đức niệm phật người ta buông xuống những cái tâm quán thù nặng nề người ta quy tâm niệm phật cầu sanh về thế giới cực lạc đức phật a di đà ngài đã phát lời nguyện mà. chúng sanh mười phương chỉ cần nghe danh hiệu ngài chí tâm tinh ưa chịu niệm danh hiệu của ngài chân thật niệm a di đà phật buông xuống hận thù chỉ cần tính nguyện trì danh thì khi cảm với cái nguyện của ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc. À chư hương linh cũng vậy. Hay tất cả những hương linh vì nghiệp phá thai, hay tất cả mà hương linh mà mắc chưa siêu thoát dù là lâu năm đi chăng nữa. Chỉ cần nghe được pháp môn tịnh độ tiếp nhận, chịu niệm A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui không còn cái khổ như ở cõi ta bà này nữa nên mỗi tuần chúng ta cúng thí thực gì nhất là trong dịp tháng 7 này nè nên quý vị đi là người ta đi theo vị đông về đây người ta được tu hành người ta hưởng cái từ trường niệm phật người ta vui lắm nên chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão hòa thượng viện chủ và toàn thể đại chúng tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe và phát vô đề tâm niệm phật cầu sanh về thế giới cực lạc và chúng ta nguyện đem công đức này Nguyện cầu siêu cho cũ quyền thất tổ Ông bà cha mẹ Anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp Hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai Chiến sĩ trọng vong đồng bào tử nạn Thập nhị loại cô hồn Ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị Đều được tưởng hưởng những công đức này Đều phát bồ đề tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí nhờ cung Biến thập phương dẫn tiếp Phật tự không Quyền dị tự công đức vô cảm ư nhật thiệt Ngà đặng dự vọng tự giai cộng thành phật đạo Như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung Thập phương dẫn tiếp thành công Nguyện về thử công đức vô cẩm ư nhật thiệt Ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành vấn đạo Như đặng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung Biển tạm phương dẫn tiếc cô hồn không Nguyện về thử công đức vô cẩm ư nhật thiệt Ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vấn đạo A à mục lục lăng ta bà ha. À A một lục lăng ta bà ha. ta bà ha, à A ngã ngã ba tam bà bà việt nhật da hồng, A à ngã ngã ba tam bà bà việt nhật da hồng, ngã ba tam bà bà việt nhật da hồng gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô sáng -sa sanh tam bồ tát nam mô sáng -sa sanh tam bồ tát nam mô sáng -sa sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xã tam Bồ Tát Gia trì chú thực diệu gia đa Biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xã sanh tam Bồ Tát Gia trì chú thực diệu gia đa Biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xã sanh tam Bồ Tát Nam mô xã sanh tam Bồ Tát Nam mô xã tam Bồ Tát Ma Tát Cô hồn ơi hương linh ơi Chiến sĩ chẳng vong động bào tự nạn ơi Thầm nhị loại cô hồn ơi Ú vị vô danh hồ danh vô vị ơi Thái nhi vị nghiệp phá thai ơi Ở phương Tây thế giới an lành Con này sinh phát nguyện vãng sanh Côi sanh đức tự bi tiếp đồ nam mô tây phương cực lạc bệ a di đà phật 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 Di đà phật A 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 di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đệ tử đại bi a di đà phật liên thọ thật đại chứng minh hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại thủ đình hộ pháp pháp bồ đề tâm à, tụng kinh niệm phật và lễ phật đệ tử chúng con Nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bộ đề hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Hôm nay đệ tử chúng con phát bộ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh này đều phát bộ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Hôm nay quý vị bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này đó là tài thí. Khi sanh ngân nơi nào chúng ta cũng có cổ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật mà những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài <cười> <cười> quy phật không đỏ địa một quy pháp không đỏ ngạo quỷ quy tăng không đỏ vàng xanh quy phật không đỏ địa một quy pháp không đỏ ngạo quỷ quy tăng không đỏ vàng xanh quy phật không đỏ địa một quy pháp không đỏ ngạo quỷ quy tăng không vàng xanh à, chúng ta đồng niệm Phật là đổ tay thả chim nha A di đà phật 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 a di đà a di đà phật 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 A di đà A di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật nguyện đem công đức này hơn về tâm tất cả dạ như là Phật mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha à, chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ a di đà phật nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà nam mô a di đà phật 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 nam mô a